đây là những quả bưởi Quế Dương. Bưởi Quế Dương quả sẽ to hơn bưởi đường chín sớm và vỏ cũng rất là mỏng. Trái bưởi Quế Dương cầm vào rất là thích và quả rất to. Quả Quế Dương từ 1,2 kg đến 1,8 kg, nhiều quả trên 2,5 kg. Như những quả bà con đang xem đây là toàn trên 1,2 kg. Khi mà thu hoạch thì có quả sẽ được khoảng gần 2 kg một quả này. Vỏ rất là mỏng. Hạt bưởi ngon chỉ bán nẻ trực tiếp cho bà con nông dân trồng, không bán buôn ra ngoài thị trường.